Gia Phước. Alo, mẹ ăn hảm hiển nè. À, tao đang xay cỏ cho bò ăn. Hành đi con nghe nó. Út, ngọt. Mà mày làm gì mà nó kêu dữ vậy nha? Mày đừng nói tao là mày dành ăn với bò nha. Thằng này. Hey, tao ở đây trên đây là sung sướng nha. Ăn uống đầy đủ nha. Có ngày tao ăn tới hả 3-4 cử lần á. Làm gì cứ nổi mày dành đi ăn với bò. Ê, anh hai tao ở dưới sao có khỏe không? Anh Ngọc khỏe hơn rồi, chắc một hai bữa nữa được xuất viện á. Nè, hay là mày về nhà đi. Giờ chưa được đâu. Mày phụ tao chăm sóc giùm tao với nha. Ê, mày bận gì mà không về nhà? Mọi người đang lo cho mày lắm á. Mày về nhà đi nha. Thôi mọi người khỏe là tao vui rồi. Mày thay tao chăm sóc ảnh giùm nha. Nhớ kiếm cái chuyện gì vui vui kể anh nghe với chứ ở trong bệnh viện chán lắm á. Hả? Tao giờ không ra gì rồi. Em Dư nó bỏ đi biệt tích không biết sao nữa. Ê, vậy là mày chưa biết vụ thằng Dư bất tỉnh mấy ngày nay phải nằm ở trong phòng chăm sóc đặc biệt hả? Mày nói cái gì? Alo. Nè. Thằng này chưa nói xong với nhưng mà nó tỉnh rồi. Dư ơi, mày tỉnh lại đi Dư, sao mày bất tỉnh rồi? Trời ơi, đánh lộn thì mở mắt ra. Tại sao lại nhắm mắt cho người ta quýnh mày? Nó có sao không ta? Sao không có ai đứng đây với nó vậy? Dư ơi, vậy đi Dư, mày đừng có làm anh hùng rơm nữa, mày đánh lộn mày. Anh ba thương mày lắm Dư ơi, vậy đi Dư. Thiệt tình luôn á, cái mùi gì vậy? Mày không có hôn mê à? Giờ mày ngủ hả? Sao mà... Tao đứng tim luôn rồi. Đau tim quá. Coi bộ anh ba cũng thương em dữ ha. Mày nói chuyện, anh em trong nhà không thương thì thương ai? Vậy còn anh hai sao? Bộ anh định không gặp anh hai nữa hả? Anh về nhà đi. Anh hai mong anh lắm á. Nhà không có ai ở nhà đâu. Anh về còn chăm sóc cho chị Bảo với anh hai nữa. Mày coi giữ sức khỏe rồi xuất viện đi. Tao biết mày khỏe vậy được rồi. Tôi đi rồi. Nè, anh ba. Anh ba. Ngạ không nói cho em biết nó đang ở đâu hả? Anh có nói là anh đi làm ăn xa kiếm tiền. Khi nào kiếm được thật nhiều tiền thì mới dám gặp mọi người. Sao mỗi lần nghe Ngạ kiếm tiền anh thấy lo quá. Không biết có làm chuyện gì dại dột không nữa. Là lỗi của em. Khi anh cần phẫu thuật mà gan của anh không dám mở được, em đã nói nặng lời với anh. Đáng lý ra em không nên nói như vậy. Em nó lo cho anh hai thì nó mới nói như vậy. Hôm bữa chị thấy nó chờ anh hai mổ xong ổn thỏa. Xong rồi nó vừa bỏ chạy vừa khóc á, thấy thương lắm. Chắc lần này á, Ngà nó muốn quyết tâm làm lại cuộc đời kiếm tiền đàng hoàng. Rồi mới dám ngẩng cao đầu nhìn mặt mọi người. Mọi người phải ủng hộ em nó. Gần 40 tuổi rồi mà nó lông bông hoài.
không biết chừng nào mới chịu lấy vợ sinh con chứ. À, có chuyện này. Anh đi đâu giờ mới về? Tại sao điện thoại của anh tôi gọi không được? Ủa? Ờ... Ủa chết, nó hết pin rồi. Ở sao vậy? Ở nhà mất đồ hả? Tôi đi tôi quên khóa cửa hay sao vậy? Anh phải xem điện thoại đầy đủ chứ. Lúc tôi đi anh nói là anh đợi tôi về anh mới ngủ. Tôi cứ tưởng là anh chịu cực không nổi, cho nên là anh bỏ đi luôn rồi. Tôi muốn tôi đi dữ vậy hả? Tôi biết tôi ăn nhiều, nhưng mà tôi cũng cố xiên rồi mà. Giờ tôi cũng không biết đi đâu. Nhưng mà tôi không muốn khiến tôi ghét tôi thêm nữa. Để tôi đi. Hai vậy ha. Chắc sắp tới Thu phải sống với ba đứa bé hả? Tôi ở đây chắc phiền ha. Tôi hiểu rồi. Nó là con của anh đó. Rồi mà người nào mà không biết đó thì tưởng anh không qua khỏi. Hồi nãy chị bố nói với em lúc qua nhà là em đã khóc một chập rồi, nhưng thường thường biết cũng được gặp ba nữa. Thôi, sao rồi? Dư đã tỉnh, chị nghĩ là em cũng yên tâm hơn rồi. Lúc trước em có nói với chị là khi nào anh Dư tỉnh là em sẽ đi, mà tự nhiên em lại muốn nuốt lời rồi. Em muốn được giống Trinh, ở bên cạnh chăm sóc cho anh Dư. Mặc dù vẫn muốn em rời xa Dư, nhưng chị sẽ không khuyên em nữa. Chị biết, để rời xa người mình yêu
là một điều vô cùng khó khăn. Nhưng mà Trúc à, chị không muốn em và Dư phải đau khổ nữa. Em hiểu là chị rất lo lắng cho em, nhưng em phải cần thêm một quãng thời gian nữa.